Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại, Hùng Huyền Đông Anh đang có cặp loa JBL L100T3 đẹp xuất sắc. JBL L100T3. Đây là phiên bản nâng cấp của JBL L100T. Cặp loa có vỏ thùng màu gỗ nâu đen. Đây là một cặp loa đẹp ít gặp. Từ vỏ thùng, e căng đến tuyến loa đẹp xuất sắc như mới. Loa JBL L100T3 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 30 triệu đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477 hoặc 0243 991 8080. Loa JBL L100T3 có vỏ gỗ lạng, màu nâu đen, chiều rộng 37, chiều sâu 35 và chiều cao là 92cm. Loa có độ nhạy 91dB, trở kháng 8 ohm. Loa cho tiếng bass uy lực